Cột thì bây giờ đầu tiên ấy, người ta sẽ là quản lý hiển thị trước. Nó quản lý hiển thị như sau. Tôi cũng chia sẻ đây mọi người, nó là cách quản lý hiển thị. Thì bình thường cái quản lý hiển thị này ấy, nó sẽ là ví dụ như là các bạn chọn đây, chọn đối tượng này đúng không, các bạn chọn vào cái kính như đây là temporary hay isolate, là chọn vào đây các bạn ấn hai iso category là ẩn hết toàn bộ các đối tượng, giữ lại toàn bộ những đối tượng có cái category của nó là structure column. Thì lúc này bạn ấy chọn toàn bộ như này thì có được không? Có phải là ý em này không? Ok, chọn vào đây, restart là về ban đầu, chọn đây và ngược lại, nó giống như lay on lay off ấy, như trong két ấy, nhưng mà đây là đối tượng là hai category là ẩn toàn bộ cái gì cột đi, nó ngược lại với việc kia. Chọn này, restart, chọn đây, chọn đây, các bạn chọn là iso element là ẩn toàn bộ đi, giữ lại một mình đối tượng này thôi, và chọn nó đây, restart đây, reset đây, chọn này, chọn đây, các bạn chọn vào đây và các bạn hai element là ẩn một mình đối tượng này đi, và chọn đây là gì, reset temporary hay isolate đây, chọn này. Thì các cái vấn đề này các bạn có thể đặt được lệnh tắt cho nó đấy nha. Chúng ta có thể vào view này, ở trên này nó có phần là user interface, các bạn chọn cái từ cuối cùng này là keyboard shortcut, chọn đây, thì các bạn đánh như tôi chữ iso ở đây. ISO ở đây nó đang đặt ở đây là element, ISO element là HI. Các bạn muốn đặt ở đây, ví dụ như tôi chọn ở đây, ví dụ như là 11 chẳng hạn, align lên. Các bạn không thay thế từ lệnh gốc nhé. Bản chất là sẽ không ở thay thế lệnh gốc. Mà các bạn muốn thêm thì các bạn đánh thêm vào thôi. Ví dụ 22 đây. Nên như reset đây là 33 chẳng hạn. Đúng không? Ví dụ tôi muốn về 3D nhanh chẳng hạn, nó có 3D view này. Này. Nó có 3D view default, 3D view, 3D view default đây, default view, 3D view. Tôi chọn đây là QQ này, này, đúng không? Hoặc tôi có một lệnh join, join những cái nào nó không có lệnh, các bạn phải thấy là join geometry này, đấy chưa? Unjoin này, hay như nào này, các bạn thấy không? Join geometry đây, tôi đặt tên là đây là gì? GG chẳng hạn. Ok, đúng chưa? Thì khi các bạn vào modify, các bạn sẽ thấy có cái lệnh join đây, chọn này. Thì bạn đưa đây còn là bạn thấy cái chữ gì gì bên cạnh không? Và khi mà các bạn muốn làm như này, các bạn muốn sang một cái máy khác thì các bạn chọn đây này, cái shortcut và các bạn là sao? Export đấy nhá, cái file XML này sang bên kia đúng nhá. Và ví dụ như là ở đây chẳng hạn, tôi chọn đây là lệnh tắt chẳng hạn, lệnh tắt. Ok, thì khi chọn đây lệnh tắt thì các bạn chọn đây, các bạn có thể là xếp lại, ví dụ các bạn lưu theo ngày 210426 đúng không, chọn này xếp lại. Thì sang bên file bên kia các bạn chọn import, các bạn chọn vào file này, các bạn load vào thôi. Thì các cái lệnh tắt của các bạn sẽ dùng, thì những cái này ví dụ như các bạn dùng quen máy ở nhà chẳng hạn, các bạn đến công ty hay là các bạn đến một chỗ khác thì bạn không phải thiết lập lại nữa. Các bạn hiểu hiểu ý tôi không nhỉ? Đó, còn khi mà các bạn ra về thì các bạn phải trả lại nguyên bản cho người ta. Đấy nhá, vì mình thường thì tôi không tác động nhiều, tôi để nguyên nguyên bản đấy nhá, để cho những người basic người ta dùng này. Ví dụ như các bạn chọn này, tôi muốn đây là 11 này, bạn thấy không, ấn 33 reset này, chọn đây là 22 này, toàn bộ tường này 33 này. Và cái này nó chọn được nhiều cấu kiện nhé, chọn đây và chọn đây cột dầm mái này, đây tôi ấn là 22 này. Đấy thì nó giữ nguyên toàn bộ phần kết cấu này, bạn thấy không? Thấy không? Đấy tôi sẽ 33 restart này. Đấy, ví dụ tôi đang từ đây tôi muốn về 3D thì các bạn ấn QQ này. Hiểu không? Thì thường thì cái phím ở bên tay tay trái này ấy, thì các bạn sử dụng nhiều. Đúng không? Thì các bạn dùng lệnh ở phía đằng đấy. Tùy mỗi người nhé, tôi không yêu cầu là mọi người đặt theo cách nào dễ hiểu nhất và mọi người có thể là quen. Nhưng như thường thì tôi ít khi tôi dùng lệnh tắt. Tôi vẽ chậm lắm, lờ đờ lắm. Tôi toàn vào đây chọn công cụ thôi. Được chưa? Nhưng vấn đề là các bạn khi các bạn vẽ rồi các bạn sẽ thấy là cái việc nghĩ nó mất thời gian hơn cái việc vẽ. Vì các bạn vẽ sai các bạn vẽ lại nó còn
mệt hơn là vẽ một lần đấy, thì cái đấy nó phụ thuộc vào kinh nghiệm, hiểu không? Còn vào một múa may quay cuồng mà lệnh như các kiểu đánh túi bụi lên ấy, thế nên là tôi thề với các bạn là kiểu gì cũng sai. Kinh nghiệm tôi cho thấy là như thế, múa may quay cuồng các kiểu lên thì nó không có tác dụng gì cả. Mình ở vẽ chậm thôi để còn não nó còn kịp suy nghĩ. Vẽ nhanh quá nó không kịp đâu. À, có nghĩa là như nào?